Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 30. Khỏi ba ngày, khi David với những kẻ theo mình đến Siết Lát, thì dân Amalek đã loáng đến miền nam cùng Siết Lát, xông vào Siết Lát và đã phóng hỏa nó. Chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. Chúng nó chẳng giết một ai, song khi đi có dẫn tù hết thảy. Khi David và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy. Vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Bây giờ, David và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc. Khóc đến nỗi không còn sức khóc nữa. Hai người vợ David cũng bị dẫn tù, tức Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Naban tại Cạc-mên. David bị sự hoạn nạn lớn vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Người nói cùng thầy tế lễ Abi-tha rằng: "Ta xin thầy hãy đem ephod cho ta." Abi-tha đem ephod cho David. David cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi phải đuổi theo đạo binh này chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng?" Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hãy khởi đuổi theo nó. Quả thật ngươi sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt." Vậy David ra đi cùng 600 người theo mình. Đến khe Bê-sô, những người mệt mỏi bèn dừng lại. David cứ đuổi theo với 400 người, vì 200 người kia đã dừng lại, lấy làm mệt nhọc quá, không thể qua khe Bê-sô được. Bọn của David gặp một người Ai Cập trong đồng ruộng, bèn dẫn đến cùng David. Người ta cho người này bánh ăn nước uống, cũng ban cho người ăn một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Người ăn bèn được hồi sức lại vì trong 3 ngày 3 đêm người không ăn, không uống chi hết. David hỏi người rằng: "Ngươi ở với ai và ở đâu đến?" Người thưa rằng: "Tôi là một người Ai Cập tuổi trẻ, làm tôi tớ của một người Amalek. Chủ tôi bỏ tôi đã 3 ngày rồi vì tôi đau. Chúng tôi có loáng đến đất miền nam của dân Kerethit, địa phận Juda, và đến đất phía nam Caleb, và chúng tôi đã đốt Siết Lát." David hỏi: "Ngươi hướng dẫn ta đến cơ binh này chăng?" Người đó thưa rằng: "Hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề cùng tôi rằng ông sẽ chẳng giết tôi hoặc nộp tôi cho chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông đến cơ binh đó." Người Ai Cập dẫn họ đến. Họ thấy dân Amalek tràn ra khắp xứ ăn uống và chơi giỡn vì cớ của cướp rất nhiều mà chúng nó đã đoạt lấy ở trong xứ Philistin và trong xứ Juda. David đánh chúng nó từ tảng sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau. Trừ ra 400 người trai trẻ cưỡi lạc đà chạy trốn thì chẳng một ai thoát khỏi. David thâu lại mọi vật dân Amalek đã cướp lấy và cũng giải cứu hai vợ mình nữa. Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc là một phần hóa tài nào mà dân Amalek đã cướp lấy. David đem về hết thảy. Người cũng bắt lại bò và chiên. Quân lính của David đi đầu bầy này mà nói rằng: "Này là của David bắt được." David trở về cùng 200 người trước kia bị mệt nhọc quá, theo người không nổi, mà người đã để lại gần bên khe Bê-sô. 200 người ấy đi tới đón David và đạo binh theo người. David lại gần hỏi chúng mạnh giỏi chăng. Nhưng hết thảy kẻ hung ác, kẻ côn đồ ở trong bọn David cất tiếng nói rằng: "Bởi vì chúng nó không đi cùng chúng ta sẽ không nhường cho chúng nó một phần của cải nào mà chúng ta đã lấy được, chỉ trả lại vợ và con của mỗi người mà thôi. Chúng nó hãy dẫn họ mà đi đi." Nhưng David đáp rằng: "Hỡi anh em, chớ làm như vậy về vật mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta. Ngài đã gìn giữ ta,
phó cho ta đạo binh đã đến đánh chúng ta. Vậy ai theo lời định ước của các ngươi được? Phần của kẻ ra trận và phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau, chúng sẽ chia cho nhau vậy. Kể từ ngày ấy, David lập điều đó làm luật và lệ trong Israel, hãy còn đến ngày nay. Vậy David trở về Siclag và gửi một phần của cướp cho các trưởng lão Giuđa, tức là bạn hữu người, mà nói rằng: này là một lễ vật cho các ông, do của cướp lấy nơi kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va. Người gửi cho những người ở Bê-tên, Ra-mốt, miền Nam, Giạc-thia, cho những người ở A-rô-e, Ship-mốt, Ê-thê-mô-a, cho những người ở Ra-canh và ở các thành của dân Giê-rách-mê-lít, cho người ở các thành Kê-nít, cho người ở Họt-ma, Bọt A-sang, A-tác, Hê-prôn và cho khắp mọi miền nào David đã đi ngang qua với đạo binh mình. Chương 31. Bấy giờ dân Philistin giao chiến cùng Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt dân Philistin và nhiều người trong bọn bị vít chết, ngã xuống trên núi Gilboa. Dân Philistin hăng rượt theo Saul cùng con trai người, giết Jonathan, Abinadab và Manchishua là các con trai của Saul. Thế trận dữ dội cho Saul, những lính cầm cung bắn trúng người làm cho trọng thương. Saul nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: hãy rút gươm ngươi đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng? Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm. Saul bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. Khi kẻ vác binh khí của Saul thấy người chết, bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. Như vậy trong ngày đó, Saul, ba con trai người, kẻ vác binh khí người và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Những người Israel ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đanh thấy đạo binh Israel chạy trốn, Saul và ba con trai người đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi. Nên nổi dân Philistin đến ở đó. Ngày sau, dân Philistin đến lục soát những kẻ chết, thấy Saul và ba con trai người nằm sải trên núi Gilboa. Chúng cắt đầu Saul, lột lấy binh khí người và sai báo tin tốt này cho khắp xứ dân Philistin, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự. Chúng để binh khí của Saul tại trong đền thờ Ác Tạc Tê và treo xác người vào tường thành Bết San. Nhưng khi dân sự Gia-be ở Gala-át hay điều dân Philistin đã làm cho Saul, thì những người dõng sĩ trong bọn đứng dậy đi trọn đêm, gỡ lấy xác của Saul và của con trai người khỏi tường thành Bết San. Rồi họ trở về Gia-be, thiêu đốt các thây tại đó, lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu sủ tơ ở gần Gia-be và kiêng ăn trong 7 ngày. Thi Thiên 9:18. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen. Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên. Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Sách Daniel chương 1. Năm thứ ba về đời Jehoiakim vua Giuđa, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim vua Giuđa và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel trong dòng vua
và trong hàng quan sang mà đem đến, mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi, thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hanania, Mishael và Asaria là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hanania tên Shadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Asaria tên Abednego. Và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: "Ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao?" Daniel bèn nói với Hamensa, mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Mishael và Asaria rằng: "Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó, sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy." Hamensa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamensa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau. Và Đức Chúa Trời ban cho 4 người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Đến kỳ vua định để đem họ đến, thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ, và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Daniel, Hanania, Mishael và Asaria. Vậy họ được đứng chầu trước mặt vua. Và khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước mình. Vậy Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu đời vua Siru. Chương 2. Trong năm thứ 2 đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói và người canh đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua. Vua nói cùng họ rằng: "Ta đã thấy một chiêm bao và lòng ta bối rối muốn biết chiêm bao đó." Những người canh đê nói cùng vua bằng tiếng Aram rằng: "Tâu vua, chúc vua sống đời đời. Xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua và chúng tôi sẽ giải nghĩa." Vua trả lời cho những người canh đê rằng: "Sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thế nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở nên đống phân. Nhưng nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời giải nó cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chiêm bao đó và lời giải nó thế nào." Họ lại tâu lần thứ hai rằng: "Xin vua kể chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua và chúng tôi sẽ cắt nghĩa." Vua rằng: "Ta biết chắc các ngươi tìm cách để hoãn thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta. Nhưng nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chiêm bao, thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi, vì các ngươi đã điều đình với nhau, đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy, hãy nói chiêm bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được." Những người canh đê tâu lại cùng vua rằng: "Chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua, vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng, thuật sĩ hay người canh đê nào.
vì sự vua đòi là hiếm có và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt. Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền mạng lệnh giết chết hết những bác sĩ của Babylon. Vậy mạng lệnh đó đã truyền ra, người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Daniel cùng đồng bạn người để giết. Bây giờ Daniel lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với Arioch, quản thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Babylon. Người cất tiếng nói cùng Arioch, quản thị vệ của vua, rằng: sao lại có mạng lệnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? Arioch bèn kể chuyện cho Daniel rõ. Tức thì Daniel vào: xin vua cho mình một hạng nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua. Đoạn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hananiah, Mishael và Azariah. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời vũ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bèn ngợi khen Chúa trên trời. Đoạn Daniel cất tiếng nói rằng: ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm, Ngài biết những sự ở trong tối tăm, và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Vậy nên Daniel đến nhà Arioch, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Babylon, và nói cùng người như vậy: đừng diệt những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua. Bây giờ Arioch vội vàng dẫn Daniel đến trước mặt vua và tâu cùng vua như vậy: tôi đã tìm thấy một người trong những con cái Judah bị bắt làm phu tù, người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó. Vua cất tiếng nói cùng Daniel, mà người ta vẫn gọi là Belteshazzar, rằng: quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chiêm bao ta đã thấy và lời giải nó chăng? Daniel ở trước mặt vua trả lời rằng: sự kín nhiệm mà vua đã đòi thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như vậy. Hỡi vua, khi vua nằm trên giường, có những tư tưởng về sự xảy đến sau này, thì đấng hay tỏ sự kín nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. Về phần tôi, sự kín nhiệm đó đã tỏ ra cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống, nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Hỡi vua, vua nhìn xem, và này có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bằng chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào bằng chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Đó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng ta sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển cho vua.
Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời. Dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy. Vậy, vua là cái đầu bằng vàng. Nhưng sau vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua, rồi một nước thứ ba tức là đồng sẽ cai quản khắp đất. Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. Còn như vua đã thấy bằng chân và ngón chân, nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra. Nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt, nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh, nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Bây giờ vua Nebuchadnezzar sấp mặt xuống lạy Daniel và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người. Đoạn vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và là Chúa của các vua. Chính Ngài là đấng tỏ ra những sự kín nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kín nhiệm này. Vua bèn tôn Daniel lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Babylon và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Babylon. Daniel cầu xin vua, thì vua lập Shadrach, Meshach và Abednego cùng cai trị tỉnh Babylon, còn Daniel thì chầu nơi cửa vua. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.